Xin kính chào quý vị khán giả của Sài Gòn News. Hôm nay ngày 28 tháng 8 năm 2024, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những tin tức nóng hổi và chấn động nhất từ chính trường nước Mỹ. Lara Trump vừa tung ra một tuyên bố gây sốc, dự báo rằng Kamala Harris sắp lãnh đủ đòn từ Donald Trump trong cuộc tranh luận sắp tới. Đặc biệt, Donald Trump không chỉ làm giới chính trị phải chú ý khi chính thức bổ sung ông Kennedy và bà Gabbard vào đội ngũ chuyển giao tòa Bạch Ốc, mà còn khiến nhiều người bất ngờ với bước đi táo bạo biến khó khăn thành cơ hội khi bán bộ quần áo tranh luận với Biden để gây quỹ tranh cử. Không dừng lại ở đó, Jack Smith lại tiếp tục truy tố Tổng thống Trump. Nhưng liệu đây có phải là nỗ lực tuyệt vọng nhằm phá hoại cuộc bầu cử 2024? Và tại sao cả Washington DC và phe Dân Chủ đều đang trung sợ trước những tuyên bố đầy thách thức từ Trump và cả những tiết lộ chấn động từ Mark Zuckerberg? Hãy cùng Sài Gòn News đi sâu vào những diễn biến đầy kịch tính này ngay bây giờ. Kính thưa quý vị thân mến, trong bối cảnh chính trị đầy căng thẳng, đảng Cộng hòa đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược khi Phó Tổng thống Kamala Harris bất ngờ trở thành ứng cử viên chính thức sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui. Tuy nhiên, cú sốc lớn nhất đến từ việc Laura Trump, đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa ANC và con dâu của cựu Tổng thống Donald Trump, khẳng định rằng Trump sẽ không chỉ vượt qua Harris mà còn lặp lại chiến thắng vang dội như ông từng làm với Biden. Điều này chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Hoa Kỳ, Lara Trump nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với New York Post. Bà cho biết đảng Cộng hòa đã sẵn sàng từ lâu cho kịch bản này và tự tin rằng Donald Trump sẽ làm cho Harris phải đối mặt với thất bại nặng nề trong cuộc tranh luận, giống như cách ông đã làm với Joe Biden trước đây. Lara Trump cảnh báo rằng, mặc dù Harris hiện đang có vẻ lợi thế trong các cuộc thăm dò, nhưng đó chỉ là trang mật ngắn ngủi của một gương mặt mới. Bà chắc chắn rằng ngay khi Kamala Harris bước lên sân khấu tranh luận với Donald Trump, mọi sự ủng hộ dành cho bà sẽ tan biến nhanh chóng. Chiếc đồng hồ đang tích tắc, Lara Trump mạnh mẽ tuyên bố, ám chỉ rằng thời gian để Kamala Harris trụ vững đã hết. Bà tự tin rằng dù Harris có thể thu hút những người nổi tiếng và các nhà tài trợ giàu có, nhưng khi đối mặt với Donald Trump trên sân khấu tranh luận, bà sẽ không thể tránh khỏi một thất bại thảm hại, tương tự như cái cách mà Biden đã phải chịu đựng. Với những kinh nghiệm từ cuộc tranh luận trước, Donald Trump đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng tái lập chiến thắng Lần này là trước Kamala Harris, Laura Trump tin tưởng rằng Trump sẽ tiếp tục vạch trần những yếu kém trong chính sách của đối thủ, khiến Harris phải chấp nhận một kết cục không mấy khác biệt so với người tiền nhiệm Joe Biden. Kết thúc, Laura Trump khẳng định rằng Donald Trump đang chiếm ưu thế tại các tiểu bang dao động quan trọng như Pennsylvania, Arizona và Michigan và chiến thắng của ông trong cuộc tranh luận này sẽ củng cố thêm sự ủng hộ của cử tri. Bà tự tin tuyên bố khi mọi người nhìn lại Họ sẽ thấy rằng chỉ có một nhà lãnh đạo thật sự có thể đưa nước Mỹ trở lại con đường đúng đắn, và đó chính là Donald Trump. Ứng viên Tổng thống Donald Trump chính thức bổ sung ông Kennedy và bà Gabbard vào đội ngũ chuyển giao Tòa Bạch Ốc. Quý khán thính giả thân mến, chiến dịch tái tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã chính thức xác nhận vào ngày 27 tháng 8 rằng ông Robert F. Kennedy Jr. và bà Chelsea Gabbard đã được bổ sung vào đội ngũ chuyển giao tòa bạch ốc của ứng viên tổng thống Donald Trump. Đây là một động thái quan trọng khi liên minh những người ủng hộ tổng thống Trump ngày càng mở rộng và đa dạng hơn qua các đảng phái. Cố vấn cấp cao của chiến dịch Trump, ông Brian Hughes, bày tỏ niềm tự hào khi ông Kennedy và bà Gabbard tham gia đội ngũ. Chúng tôi vui mừng đón nhận ông Robert F. Kennedy Jr. và bà Tulsi Gabbard vào đội chuyển giao Trump-Vance. Tiếng nói mạnh mẽ của họ sẽ góp phần quan trọng vào việc khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ. Thông báo này được đưa ra sau khi ông Kennedy tiết lộ với truyền thông rằng Tổng thống Trump đã mời ông tham gia đội ngũ chuyển giao nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Trong một cuộc phỏng vấn với ông Tucker Carlson, cựu người dẫn chương trình của Fox News, ông Kennedy cho biết, Tôi đã được mời tham gia đội ngũ chuyển giao để giúp chọn những người sẽ điều hành chính phủ, và tôi rất mong chờ điều đó. Ông Kennedy một luật sư môi trường và nhà vận động chăm sóc sức khỏe nổi tiếng, ban đầu đã tham gia cuộc đua vào tòa Bạch Ốc năm 2024 với tư cách là ứng cử viên dân chủ, thách thức nỗ lực tái tranh cử của tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, sau đó ông chuyển sang tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập, nhưng cuối cùng đã đình chỉ chiến dịch và tuyên bố ủng hộ tổng thống Trump. Ông Kennedy cũng khẳng định rằng tên của ông vẫn sẽ xuất hiện trên các lá phiếu ở những bang mà khả năng ứng cử của ông không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Ông đã tham gia cùng Tổng thống Trump tại một cuộc bích tinh ở Arizona vào tuần trước. Bà Tulsi Gabbard, cựu nữ dân biểu dân chủ từ Hawaii và ứng cử viên Tổng thống năm 2020, đã chính thức tuyên bố vào ngày 26 tháng 8 rằng bà sẽ ủng hộ Tổng thống Trump trong nỗ lực tái tranh cử vào Tòa Bạch Ốc. Bà Gabbard đã đưa ra thông báo này khi xuất hiện cùng Tổng thống Trump tại một sự kiện ở Detroit, Michigan. Bà Gabbard ca ngợi Tổng thống Trump vì lòng can đảm khi gặp gỡ các kẻ thù, nhà độc tài, đồng minh và đối tác để theo đuổi hòa bình, và nhấn mạnh rằng chỉ có Tổng thống Trump mới có thể đưa Hoa Kỳ thoát khỏi tình thế nguy hiểm hiện tại. Bà cũng cảnh báo rằng Hoa Kỳ đang đối mặt với nhiều cuộc chiến trên nhiều mặt trận và tiến gần hơn đến bờ vực chiến tranh hạt nhân hơn bao giờ hết. Đầu tháng 8, Tổng thống Trump đã bổ nhiệm cựu giám đốc điều hành WWE Linda McMahon và doanh nhân tỷ phú Howard Lerner làm đồng chủ tịch đội ngũ chuyển giao Tòa Bạch Ốc Hai người con trai lớn của ông, Donald Jr. và Eric, cùng với thượng nghị sĩ J.D. Vance, đảng Cộng hòa, Ohio, người đồng hành tranh cử với Tổng thống Trump, sẽ giữ các chức vụ chủ tịch danh dự của đội nhóm này. Trong các cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, đội ngũ chuyển giao Tòa Bạch Ốc có nhiệm vụ quan trọng trong việc giúp người chiến thắng bầu cử tuyển dụng nhân sự cho chính quyền mới. Đội ngũ này thường được các ứng viên tổng thống nêu tên từ nhiều tháng trước ngày bầu cử, nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn chuyển giao quyền lực. Jack Smith tiếp tục truy tố Tổng thống Trump, một nỗ lực tuyệt vọng nhằm phá hoại cuộc bầu cử 2024. Thưa quý vị thân mến, một lần nữa, công tố viên đặc biệt Jack Smith ngày 26 tháng 8 mới đây lại đưa ra cáo trạng chống lại vị Tổng thống thứ 45 Donald Trump tại Washington DC, bất chấp phán quyết rõ ràng từ tòa án tối cao bảo vệ quyền miễn trừ của Tổng thống. Bản cáo trạng này được cho là chứa đầy những mâu thuẫn pháp lý và thiếu cơ sở, thực chất là một nỗ lực trắng trợn nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 và ngăn chặn tiếng nói của đối thủ chính trị hàng đầu. Điều đáng chú ý là các cáo buộc mới này thậm chí còn cáo buộc rằng hành động của tổng thống Trump trong cuộc biểu tình của ông không phải là hành động chính thức vì sự kiện này được tài trợ và tổ chức riêng. Hơn nữa, các công tố viên liên bang đã hạ mình đến mức lập luận rằng việc tổng thống Trump sử dụng tài khoản X trader của mình là vì mục đích cá nhân một luận điểm cho thấy sự tuyệt vọng từ một hệ thống quyết tâm phá hoại chiến dịch của Tổng thống Trump. Thời điểm của bản cáo trạng, với báo cáo tình hình phải nộp vào ngày 30 tháng 8 và hội nghị được ấn định vào ngày 5 tháng 9, chỉ càng khẳng định thêm sự cố gắng tuyệt vọng nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử và ngăn chặn Tổng thống Trump. Không ngạc nhiên khi ông Trump không ngần ngại gọi đây là một cuộc tấn công lố bịch và bất hợp pháp vào nền dân chủ Mỹ. Tổng thống Trump không chỉ lên án Jack Smith là kẻ điên loạn mà còn tố cáo rằng đây là một nỗ lực vô ích nhằm khơi lại cuộc săn lùng phù thủy đã chết, một chiêu trò tồi tệ và tuyệt vọng nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới. Cụ thể, trên True Social ngày 28 tháng 8, tổng thống Trump đã viết: "Trong một nỗ lực tuyệt vọng để hồi sinh cuộc săn phù thủy đã chết tại Washington DC và giữ thể diện, cố vấn đặc biệt Reed Jack Smith, người được bổ nhiệm một cách bất hợp pháp, đã đưa ra một bản cáo trạng mới lố bịch chống lại tôi." Bản cáo trạng này chứa đựng tất cả những sai lầm và vấn đề của bản cáo trạng cũ và cần phải bác bỏ ngay lập tức. Vụ án lừa đảo tài liệu Florida của ông ta đã bị bác bỏ hoàn toàn. Đây chỉ là một nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử và đánh lạc hướng người dân Mỹ khỏi những thảm họa mà Kamala Harris đã gây ra cho quốc gia chúng ta. Như cuộc xâm lược biên giới, tội phạm di cư, lãm phát tràn lan, mối đe dọa của Thế chiến thứ ba, vân vân. Việc họ làm điều này ngay sau chiến thắng của Tòa án tối cao về quyền miễn trừ là một cú sốc Tôi cũng đã được các luật sư của mình thông báo rằng bạn thậm chí không được phép đưa ra các vụ kiện ngay trước cuộc bầu cử, một cuộc tấn công trực tiếp vào nền dân chủ. Đây là sự lạm dụng chưa từng có đối với hệ thống tư pháp hình sự. Vụ án liên quan đến âm mưu cản trở cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, khi chính họ là người cản trở cuộc bầu cử, không phải tôi. Họ đã gian lận trong cuộc bầu cử và họ truy tố tôi vì tội gian lận trong cuộc bầu cử. Điều thú vị là sự việc này xảy ra đúng vào thời điểm Mark Zuckerberg của Facebook thừa nhận đã che giấu một lượng lớn thông tin. Chẳng hạn như chiếc máy tính sách tay địa ngục của Hunter Biden, một sự thừa nhận trực tiếp rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị Bộ Tư pháp thao túng và gian lận. Những gì họ đang làm bây giờ chính là hành vi phá hoại nền dân chủ lớn nhất trong lịch sử của chúng ta. Không có ứng cử viên tổng thống hay ứng cử viên cho bất kỳ chức vụ nào phải chịu đựng tất cả những cuộc chiến pháp lý và vũ khí hóa này trực tiếp từ chức vụ của một đối thủ chính trị. Họ đã biến các GA và tổng trưởng lý địa phương thành vũ khí và bất kỳ ai chịu lắng nghe để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới vào năm 2024 điều chưa từng xảy ra trước đây. Đây giờ là hệ thống vũ khí của Kamala chống lại đối thủ chính trị của cô ấy. Tất cả những trò lừa đảo này sẽ thất bại, cũng giống như trò lừa đảo của Diane Jack ở Florida đã bị bác bỏ hoàn toàn và chúng ta sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử đất nước vào ngày 5 tháng 11, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Chính sách của Bộ Tư pháp là Bộ Tư pháp không được thực hiện bất kỳ hành động nào có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử trong vòng 60 ngày kể từ cuộc bầu cử đó, nhưng họ vừa thực hiện hành động đó. Việc bỏ phiếu bắt đầu vào ngày 6 tháng 9, do đó Bộ Tư pháp đã vi phạm chính sách của mình, can thiệp bầu cử. Tất cả những trò lừa bịp của đồng chí Kamala Biden này nên bị bỏ qua ngay lập tức hai thành phố ở Wisconsin từ chối sử dụng thùng bỏ phiếu dù tòa án đã đảo ngược lệnh cấm. Thưa quý vị thân mến, hai thành phố tại Wisconsin, mặc dù được phép sử dụng thùng bỏ phiếu sau khi tòa án tối cao bang đảo ngược lệnh cấm, vẫn quyết định từ chối sử dụng phương thức này trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Đây là một động thái đầy bất ngờ và đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Theo các báo cáo từ truyền thông địa phương các thành viên hội đồng thành phố ở Brookfield và New Berlin, cả hai đều thuộc quận Waukesha, phía tây Milwaukee, đã bỏ phiếu phản đối việc sử dụng thùng bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11. Điều này diễn ra bất chấp việc các thùng bỏ phiếu đã từng được sử dụng trước đây trong các kỳ bầu cử trước đó. Tại Brookfield, tuần trước, hội đồng thành phố đã bỏ phiếu với tỷ lệ 14 để thông qua nghị quyết không sử dụng thùng bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới, theo báo cáo của tờ Journal Sentinel. Trong khi đó, vào tháng 7, hội đồng thành phố New Berlin đã nhất trí bỏ phiếu phản đối việc sử dụng thùng bỏ phiếu. Các quyết định này được đưa ra sau phán quyết ngày 5 tháng 7 của tòa án tối cao Wisconsin, do phe tự do kiểm soát, hủy bỏ lệnh cấm từ năm 2022 của tòa án, khi đó có đa số thành viên là phe bảo thủ. Lệnh cấm này đã từng ngăn chặn phương thức phổ biến là trả lại phiếu bầu vắng mặt thông qua thùng bỏ phiếu. Trong các cuộc phỏng vấn với Democracy Toolkit, chủ tịch ủy ban bầu cử Wisconsin, Ancha đã ca ngợi thùng bỏ phiếu là một phương thức bỏ phiếu an toàn và bảo mật đồng thời lưu ý rằng lệnh cấm đã có tác động lớn nhất đến các vùng nông thôn của bang tuy nhiên trong khi các cuộc bầu cử tại wisconsin do các thành phố quản lý quyết định của Brookfield và New Berlin cho thấy sự không nhất quán trong cách tiếp cận đối với việc sử dụng thùng bỏ phiếu trước cuộc bỏ phiếu ở Brookfield nhiều cư dân đã lên tiếng ủng hộ việc sử dụng thùng bỏ phiếu theo báo cáo từ tờ journal sentinel tuy nhiên Luật sư thành phố Jenner Merton đã trình lên hội đồng một bản ghi nhớ, trong đó bà lập luận rằng thùng bỏ phiếu không còn cần thiết vì COVID-19 không còn là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng như trước đây nữa. Bà cũng nhấn mạnh rằng có nhiều phương thức khác để người dân Wisconsin bỏ phiếu mà không cần sử dụng thùng bỏ phiếu. Mặc dù thùng bỏ phiếu sẽ thuận tiện hơn cho những người làm việc trong giờ hành chính, tức từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều nhưng thành phố sẽ kéo dài giờ bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu vắng mặt trực tiếp trong hai tuần trước cuộc bầu cử, từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, bản ghi nhớ cho biết. Tại New Berlin, một số cư dân đã bày tỏ sự đồng tình với quyết định của hội đồng, theo đài truyền hình địa phương TMJ4 của NBC. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại rằng việc thiếu thùng bỏ phiếu có thể ảnh hưởng đến những cử tri lớn tuổi, đặc biệt là những người như mẹ của một người đàn ông được phỏng vấn Thị trưởng Jeff Amon đã nói với đài phát thanh công cộng Wisconsin rằng ông tin hội đồng đã đưa ra quyết định đúng đắn. Tôi không nghĩ chúng ta cần những thùng phiếu đó. Bước đột phá, cựu Tổng thống Trump biến khó khăn thành cơ hội bán bộ quần áo tranh luận với Biden để gây quỹ tranh cử. Quý khán thính giả thân mến, trong một động thái đầy sáng tạo và đột phá, cựu Tổng thống Donald Trump đã biến bộ quần áo mà ông mặc trong cuộc tranh luận đẩy lửa với Tổng thống Joe Biden thành một công cụ gây quỹ đặc biệt cho chiến dịch tranh cử của mình. Một lần nữa, vị cựu tổng thống đã chứng minh sự nhạy bén và khéo léo trong việc kết hợp kinh doanh và chính trị để phục vụ mục tiêu cao cả của mình. Vào ngày 27 tháng 8 giờ Mỹ, cựu tổng thống Trump thông báo về việc mở bán bộ sưu tập thẻ kỹ thuật số mới. Những người mua từ 15 thẻ trở lên sẽ nhận được một mảnh cắt ra từ bộ cơm lê lịch sử mà ông Trump đã mặc trong cuộc tranh luận với ông Biden. Ông Trump hào hứng chia sẻ, người ta gọi đây là bộ đồ tối hậu Tôi không chắc lắm, nhưng người ta gọi thế đấy. Chúng tôi sẽ cắt bộ cơm lê ra để tặng các bạn. Tôi cũng sẽ ký ngẫu nhiên lên năm mảnh trong số này. Ông còn nhấn mạnh rằng đây là món đồ đáng để sưu tầm, có thể trở thành kỹ vật gia truyền quý giá cho con cháu. Trong video quảng bá trên mạng xã hội True Social, ông Trump cho biết mỗi thẻ kỹ thuật số được bán với giá 99 USD. Bộ sưu tập có tên America First bao gồm 50 hình ảnh mới của cựu tổng thống từ cảnh ông nhảy múa, cầm bitcoin đến những kiểu tạo dáng khác. Những ai mua đủ 75 thẻ, trị giá khoảng 7.425 USD, sẽ được mời tham dự một buổi tiệc với cựu tổng thống tại câu lạc bộ golf quốc gia Trump ở Florida, một cơ hội mà không phải ai cũng có được. Đây không phải lần đầu tiên cựu tổng thống Trump sử dụng các vật phẩm cá nhân để gây quỹ. Năm 2022, ông đã thành công trong việc bán bộ sưu tập thẻ kỹ thuật số với hình ảnh mình mặc trang phục siêu anh hùng thu về khoảng 4,5 triệu USD chỉ trong một ngày. Và vào năm 2023, ông cũng trao bán các mảnh cắt từ bộ đồ mà ông mặc khi chụp ảnh chân dung tại nhà tù Atlanta để gây quỹ cho chiến dịch tranh cử. Đặc biệt, bà Melania Trump, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, cũng góp phần vào chiến dịch gây quỹ khi ra mắt mẫu vòng cổ tình yêu và lòng biết ơn có giá 245 USD nhân ngày của mẹ. Sản phẩm này không chỉ là món đồ trang sức tinh tế mà còn mang ý nghĩa sâu sắc khi toàn bộ số tiền thu được đều được bà dành cho chiến dịch tranh cử của chồng giới quan sát nhận định cựu tổng thống trump đang tích cực triển khai các dự án bán hàng sáng tạo nhằm giải quyết chi phí pháp lý một gánh nặng tài chính lớn trong bối cảnh chiến dịch tranh cử đang cần thêm nguồn lực ông trump không chỉ là một nhà lãnh đạo kiên cường mà còn là một doanh nhân tài ba biết cách biến mọi thử thách thành cơ hội để tiến bước trên con đường khôi phục sự vĩ đại của nước mỹ tổng thống trump tiếp tục vào hang cọp bắt cập cái Kamala Harris bất chấp mọi nguy hiểm. Quý khán thính giả thân mến, cựu Tổng thống Donald Trump, người không ngại đương đầu với những thử thách lớn nhất, đã xác nhận vào ngày 27 tháng 8 rằng chiến dịch tái tranh cử của ông đã đạt được thỏa thuận với nhóm của Phó Tổng thống Kamala Harris về cuộc tranh biện Tổng thống sắp tới vào ngày 10 tháng 9 cho ABC News tổ chức. Viết trên True Social, Tổng thống Trump cho biết cuộc tranh biện sẽ diễn ra tại Philadelphia vào lúc 9 giờ tối theo giờ miền Đông. Mặc dù các quy tắc đã được thiết lập hoàn toàn có lợi cho Kamala Harris, nhưng Tổng thống Trump vẫn mạnh mẽ tuyên bố rằng ông sẽ vượt qua tất cả, bởi ông nắm chắc trong tay sự thật và phần thắng lớn. Để đảm bảo sự công bằng, ông Trump đã yêu cầu bổ sung một nguyên tắc mới. Các ứng viên sẽ đứng tranh biện và không được mang theo giấy ghi chú chuẩn bị trước. Chúng tôi cũng đã được ABC News đảm bảo rằng đây sẽ là một cuộc tranh biện công bằng và bình đẳng, và không bên nào được cung cấp trước bộ câu hỏi. Tổng thống Trump viết, ông cũng không quên cảnh báo bà Harris về việc bà đã từ chối tham gia cuộc tranh biện trên Fox News vào ngày 4 tháng 9, nhưng ngày tranh biện đó sẽ được giữ nguyên trong trường hợp bà ấy thay đổi ý định. Đặc biệt, ông Trump đã nhận định rằng cuộc tranh luận sắp tới không chỉ là một cuộc đấu tay đôi mà là một cuộc đối đầu mà ông phải một mình chống lại ba người. Dù vậy, tổng thống Trump đã mạnh mẽ khẳng định: "Tôi không sợ". Người phát ngôn của ABC News xác nhận rằng cuộc tranh biện sẽ được điều hành bởi David Muir và Lindsay Davis, những người được biết đến là những người chống Trump quyết liệt. Điều này đã khiến nhiều nhà quan sát lo ngại rằng Tổng thống Trump sẽ gặp bất lợi lớn, nhưng ông đã thẳng thắn tuyên bố rằng ông sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì. Kamala Harris đã gần 40 ngày không xuất hiện trước giới báo chí, trong khi chiến dịch của Tổng thống Trump liên tục đưa ra những tuyên bố sắc bén về cuộc tranh biện trên ABC News sắp tới. Nhiều người lo ngại rằng Tổng thống Trump có thể bị tắt tiếng micro trong cuộc tranh luận này một điều đã xảy ra trong cuộc tranh biện trước đây trên CNN vào tháng 6. Tổng thống Trump cũng đã thẳng thắn chia sẻ rằng ông không chuẩn bị nhiều cho cuộc đối đầu này, khẳng định rằng cả cuộc đời tôi đã chuẩn bị cho cuộc tranh biện. Với sự tự tin và bản lĩnh, tổng thống Trump sẵn sàng lao vào chảo lửa để bảo vệ những gì ông tin tưởng và ông không ngần ngại đối đầu với bất cứ ai để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới chiến dịch tái tranh cử của tổng thống Trump đã đề xuất cuộc tranh biện vào ngày 4 tháng 9 do Fox News tổ chức. Nếu bà Harris từ chối, buổi đó sẽ trở thành một cuộc tọa đàm với cử tri qua truyền hình, chỉ có ông Trump và người dẫn chương trình Sean Hannity. Chiến dịch của bà Harris đã từ chối lời mời này, cho thấy sự e ngại rõ ràng trước sức mạnh và sự tự tin của tổng thống Trump. Dự kiến các ứng cử viên phó tổng thống, thống đốc Minnesota Tim Walz, đảng dân chủ, và thượng nghị sĩ Jerry Vance, đảng cộng hòa sẽ tranh biện vào ngày 1 tháng 10 trên CBS News, nhưng tất cả mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào cuộc đối đầu giữa Tổng thống Trump và Kamala Harris, một cuộc chiến mà Tổng thống Trump đã sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Sao mạng đối mặt nguy cơ khi dấn thân vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, liệu có đáng đánh đổi? Kính thưa quý vị, khi ngày bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần, một xu hướng đáng chú ý đã xuất hiện. Các influencers, những người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, đang ngày càng dấn thân vào việc chia sẻ quan điểm chính trị của mình. Tuy nhiên, việc thể hiện lập trường này không phải lúc nào cũng là một quyết định khôn ngoan khi họ phải đối mặt với nguy cơ bị tẩy chay và chỉ trích nặng nề từ cộng đồng bạn. Theo khảo sát của công ty tiếp thị người có sức ảnh hưởng Asia được đăng tải trên Business Insider, có đến 56% người dùng mạng xã hội ở Mỹ đã hủy theo dõi ít nhất một nhà sáng tạo nội dung vì những quan điểm chính trị mà họ chia sẻ. Đáng ngạc nhiên hơn, 22% số người được hỏi thẳng thắn cho biết họ không thích việc các sao mạng tham gia vào các vấn đề chính trị. Dù vậy, các influencers dường như không bị ảnh hưởng bởi những con số này. 82% trong số họ cho biết sẽ tiếp tục chia sẻ quan điểm chính trị trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. 79% sẵn sàng tham gia các sự kiện chính trị và 76% thậm chí còn có kế hoạch hỗ trợ tài chính cho các chiến dịch tranh cử. Câu hỏi được đặt ra là tại sao họ lại chấp nhận mạo hiểm sự nghiệp của mình để tham gia vào cuộc đua chính trị này? theo các influencers, sức ảnh hưởng của họ không chỉ dừng lại ở lĩnh vực giải trí mà còn có thể tác động mạnh mẽ đến kết quả của cuộc bầu cử. 92% trong số họ tin rằng quan điểm của mình có thể ảnh hưởng đến quyết định từ phía cử tri. Đây không phải là một suy nghĩ không có cơ sở khi phương tiện truyền thông xã hội đã trở thành nguồn cung cấp thông tin chính trị chủ yếu cho công chúng, đặc biệt là những người trong độ tuổi từ 18 đến 60. Mạng xã hội như TikTok và Instagram đang ngày càng trở thành những nền tảng quan trọng đối với giới trẻ Mỹ. Gần một nửa số công dân từ 18 đến 29 tuổi cho biết họ sử dụng TikTok để theo dõi các vấn đề về chính trị, theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew hồi tháng 3. Nhưng liệu việc dấn thân vào chính trị có đáng để các sao mạng đánh đổi sự nổi tiếng và thành công mà họ đã xây dựng? Đó vẫn là một câu hỏi mở, khi mà rủi ro có thể đến bất cứ lúc nào từ những khán giả không đồng tình. Với những gì đang diễn ra, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ không chỉ là cuộc đua của các chính trị gia mà còn là cuộc đua của những influencers, những người có thể thay đổi cuộc diện bằng sức mạnh của một bài đăng. Tổng thống Trump long trọng vinh danh 13 anh hùng hy sinh trong cuộc rút quân khỏi Afghanistan, lời chỉ trích nặng nề hướng tới chính quyền Biden. Thưa quý vị thân mến, cựu tổng thống Donald Trump, trong một hành động đầy tôn kính và xúc động, đã vinh danh 13 quân nhân Mỹ đã hy sinh trong cuộc rút quân đầy bi thảm khỏi Afghanistan dưới sự chỉ đạo của chính quyền Biden Buổi lễ đặt vòng hoa tại nghĩa trang Arlington vào thứ hai đã chứng kiến khoảnh khắc tổng thống Trump đặt tay lên tim, trong khi âm thanh kèn vọng lên, tưởng nhớ những người lính dũng cảm đã mất trong vụ tấn công tại sân bay Kabul ngày 26 tháng 8 năm 2021. Trong khi đó, không có dấu hiệu nào cho thấy tổng thống Joe Biden hay phó tổng thống Kamala Harris, người đang tranh cử vào Nhà Trắng vào tháng 11, đã có bất kỳ động thái gì để tưởng nhớ các quân nhân hy sinh những người đã phải trả giá đắt trong cuộc rút quân được coi là một thảm họa chiến lược của chính quyền hiện tại. Cuộc rút quân vội vã và thiếu kế hoạch từ Afghanistan đã để lại hậu quả nặng nề. 13 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết tại cổng Abi ở sân bay quốc tế Kabul, khi chính quyền Biden không thể lường trước sự tiến công nhanh chóng của Taliban, dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ do Mỹ hậu thuẫn. Sau buổi lễ, Tổng thống Trump đã đến thăm mộ của Ryan Knowles, một trong những quân nhân hy sinh và đã gọi điện chia buồn với gia đình anh, những người không thể tham dự buổi lễ. Hành động này thể hiện sự quan tâm sâu sắc và lòng biết ơn của ông đối với sự hy sinh của những người lính. Trong một tuyên bố mạnh mẽ đăng trên tài khoản True Social, Tổng thống Trump đã không ngần ngại chỉ trích chính quyền Biden và Harris vì thiếu năng lực nghiêm trọng. Ông viết, đây là kỷ niệm 3 năm ngày rút quân khỏi Afghanistan thất bại, khoảnh khắc ngại nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Sự vô năng nghiêm trọng, 13 người lính Mỹ chết hàng trăm người bị thương và tử vong, người Mỹ và hàng tỷ đô la thiết bị quân sự bị bỏ lại. Tổng thống Trump cũng lên tiếng chỉ trích về cách thức rút quân, nhấn mạnh rằng bạn không đưa những người lính của chúng tôi ra đầu tiên, bạn đưa họ ra cuối cùng khi mọi thứ khác đã được thực hiện thành công. Ông liên kết sự thất bại này với những hậu quả lớn hơn trên thế giới, bao gồm cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, sự tấn công vào Israel và sự suy giảm vị thế của Hoa Kỳ trên trường quốc tế. Ông kết thúc bài đăng của mình với một lời cảnh báo sắc bén. Truyền thông tin giả vẫn im lặng để bảo vệ chính quyền tệ nhất trong lịch sử đất nước chúng ta, MAGA 2024. Lời nói và hành động của Tổng thống Trump không chỉ là sự tôn vinh các anh hùng đã hy sinh, mà còn là một lời kêu gọi mạnh mẽ đến công chúng về những thất bại mà ông cho là nghiêm trọng của chính quyền hiện tại. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Trump một lần nữa khẳng định vị thế của mình như một nhà lãnh đạo không ngại đối đầu và đấu tranh cho những gì ông tin là đúng đắn. Chiến dịch của Trump bị cản trở tại Arlington. Họ đã cố gắng ngăn chúng tôi vinh danh những anh hùng. Kính thưa quý vị thân mến, trong một sự kiện đầy kịch tính, hai thành viên trong đội ngũ chiến dịch tranh cử của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã vướng vào xung đột bằng lời nói và hành động với một viên chức tại Nghĩa trang quốc gia Arlington trong chuyến thăm của tổng thống Trump vào tuần này. Theo NPR, vụ việc xảy ra khi viên chức này cố gắng ngăn cản đội ngũ của Trump quay phim và chụp ảnh tại khu vực Linh Thiên nơi chôn cất những người lính Mỹ anh dũng. Người phát ngôn của chiến dịch Trump, Stephen Chung, ngay lập tức bác bỏ các cáo buộc này, khẳng định không hề có xô xát như họ mô tả và chúng tôi sẵn sàng công bố đoạn phim để làm sáng tỏ sự thật. Điều thực sự xảy ra là một nhiếp ảnh gia riêng của chúng tôi đã được phép vào khuôn viên, nhưng một cá nhân giấu tên, rõ ràng có hành vi không bình thường, đã cố tình chặn các thành viên trong nhóm của Tổng thống Trump khi chúng tôi đang tiến hành một buổi lễ rất long trọng. Vào ngày hôm đó, Tổng thống Trump đã đặt vòng hoa tại nghĩa trang quốc gia ở Lincoln để vinh danh 13 quân nhân đã hy sinh trong cuộc rút quân đầy bi thảm khỏi Afghanistan vào năm 2021, một sự kiện mà ông không ngần ngại đổ lỗi trực tiếp cho phó tổng thống Kamala Harris và tổng thống Joe Biden, gọi đó là sự rút lui thảm khốc. NPR trích dẫn một nguồn tin giấu tên, cho rằng nhân viên của Trump đã lăng mạ và đẩy viên chức đó sang một bên khi bị ngăn cản. Tuy nhiên, những cáo buộc này đã bị phản bác mạnh mẽ bởi phía chiến dịch của Trump và Trung khẳng định rằng không có hành động bất thường nào xảy ra từ phía đội ngũ của họ. Nghĩa trang quốc gia ở Liên sau đó xác nhận rằng sự cố đã xảy ra và đã lập báo cáo, đồng thời nhắc lại rằng luật liên bang cấm mọi hoạt động liên quan đến chiến dịch chính trị trong khuôn viên Nghĩa trang. Tuy nhiên, điều này đặt ra câu hỏi tại sao chiến dịch của Trump lại được phép tổ chức chuyến thăm này, khi rõ ràng sự kiện này có thể được xem như một phần trong chiến dịch tranh cử của ông sự việc này không chỉ làm dấy lên tranh cãi về cách mà chiến dịch của trump đối phó với các giới hạn pháp lý mà còn chứng tỏ quyết tâm của ông trong việc tôn vinh những người lính mỹ bất chấp mọi trở ngại tổng thống trump một lần nữa cho thấy rằng ông không ngại đối đầu với bất kỳ ai kể cả những viên chức nghĩa trang trong cuộc chiến nhằm khôi phục sự vĩ đại của nước mỹ và bảo vệ những giá trị mà ông tin tưởng nhà nước ngầm washington dc run sợ trước tuyên bố cực nóng từ tổng thống trump Kính thưa quý vị thân mến, trong một cuộc phỏng vấn đầy lửa với cựu lính hải quân siêu Sean Ryan, Tổng thống Donald Trump đã tung ra một cuộc tấn công chưa từng có nhắm vào giới cầm quyền gian dối và không trung thực ở Washington. Với tinh thần quyết liệt, Tổng thống Trump khẳng định những kẻ đứng sau những mưu đồ chính trị bẩn thiểu này sẽ sớm phải trả giá cho những hành động của họ. Khi cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2024 ngày càng căng thẳng, Tổng thống Trump đang dốc toàn lực để thực hiện lời hứa thanh lọc bộ máy chính quyền nhắm thẳng vào các triều đại chính trị đã thống trị thủ đô nước mỹ trong nhiều thập kỷ cựu lính hải quân siêu sean ryan trong cuộc phỏng vấn đã thẳng thắn đề cập đến sự mất lòng tin nghiêm trọng vào chính phủ hoa kỳ điều mà tổng thống trump không hề né tránh ông phe dân chủ một phen hoảng sợ khi mark zuckerberg tiết lộ sự thật khủng khiếp này kính thưa quý vị thân mến một sự thật gây chấn động vừa được phơi bày khi giám đốc điều hành meta mark zuckerberg cuối cùng đã thừa nhận rằng chế độ Biden-Harris đã liên tục gây sức ép, buộc ông kiểm duyệt thông tin từ hàng triệu người Mỹ. Điều này đã được tiết lộ trong một lá thư gửi đến Chủ tịch Quỹ ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan khi Zuckerberg công khai thừa nhận rằng Meta, công ty mẹ của Facebook, đã bị ép buộc kiểm duyệt các nội dung liên quan đến COVID-19 và chiếc máy tính sách tay khét tiếng của Hunter Biden. Zuckerberg cũng không ngần ngại nhắc lại về các khoản đóng góp tài chính khổng lồ của mình thông qua sáng kiến John Zuckerberg trong chu kỳ bầu cử năm 2020 Mặc dù ông khẳng định rằng những đóng góp này phi đảng phái, nhưng thực tế là mang lợi ích rõ ràng cho đảng dân chủ. Trong khi đó, chế độ Biden Harris đã phản ứng một cách tàn bạo trước lời thừa nhận này. Khi được Fox News yêu cầu bình luận, người phát ngôn của chính quyền đã đưa ra một tuyên bố đáng kinh tởm, tiếp tục củng cố hành động độc tài của họ và chỉ trích Zuckerberg vì đã tiết lộ sự thật. Tuyên bố này nói: "Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng và nhất quán. Chúng tôi tin rằng các công ty công nghệ và các bên tư nhân khác nên tính đến tác động của hành động của họ đối với người dân Mỹ. Bản chất thực sự của tuyên bố này đã bị vạch trần. Tu chính án thứ nhất trở thành một trở ngại trên con đường đạt được mục tiêu kiểm duyệt toàn diện của chế độ Biden-Harris. Sự tiết lộ của Zuckerberg không chỉ là một cái tác mạnh vào mặt chính quyền, mà còn là tiếng chuông cảnh báo về âm mưu kiểm duyệt mà họ đang âm thầm thực hiện. Tổng trưởng lý Missouri Andrew Bailey đã tuyên bố, chỉ có một cách duy nhất để chấm dứt chế độ kiểm duyệt này và cứu nền dân chủ đó là đưa Donald Trump trở lại tòa Bạch Ốc. Nếu không, một chế độ Harris sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm duyệt, nhốt những người bất đồng chính kiến và triệt phá các nhà xuất bản bảo thủ. Chế độ Biden-Harris đã phơi bày sự tàn bạo và độc tài của mình qua vụ việc này, nhưng người dân Mỹ đã nhận ra rằng cuộc chiến để bảo vệ tự do ngôn luận và nền dân chủ thật sự chỉ mới bắt đầu. Cựu Tổng thống Donald Trump chiếm sóng trên truyền thông với thỏa thuận tranh biện đầy kịch tính cùng Kamala Harris. Quý vị thân mến, cựu Tổng thống Donald Trump vừa tạo nên một cú sốc trên chính trường Mỹ vào hôm thứ Ba, 27 tháng 8, khi ông tuyên bố trên True Social rằng chiến dịch tái tranh cử của mình đã đạt được thỏa thuận với nhóm của Phó Tổng thống Kamala Harris về cuộc tranh biện lịch sử vào ngày 10 tháng 9 do ABC News tổ chức. Cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ làm bùng nổ mọi mặt trận truyền thông khi Trump khẳng định các quy tắc của cuộc tranh biện sẽ giống hệt với cuộc tranh biện nảy lửa trên CNN vừa qua với Tổng thống Joe Biden. Trong phát ngôn đầy mạnh mẽ, ông Trump không chỉ nhấn mạnh rằng cuộc tranh biện sẽ diễn ra tại Philadelphia vào lúc 9 giờ tối giờ miền Đông, mà còn đưa ra một loạt yêu cầu gây sốc. Các ứng viên phải đứng tranh biện mà không được mang theo bất kỳ ghi chú nào. Với tinh thần quyết liệt, ông Trump tiết lộ rằng ABC News đã đảm bảo cuộc tranh biện sẽ diễn ra công bằng, không bên nào được biết trước câu hỏi. Tuy nhiên, ông không quên trách móc bà Harris vì đã từ chối tranh biện trên Fox News vào ngày 4 tháng 9. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên ngày đó phòng khi bà ấy thay đổi ý định, ông Trump châm biếm. Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Trump tuyên bố nhóm của bà Harris chưa đồng ý về một cuộc tranh biện thứ ba do NBC News tổ chức. Trong khi đó, ABC News đã xác nhận với địa bọc rằng cuộc tranh biện sẽ do David Mills và Lindsay Davis điều hành. Loàn báo chấn động này từ ông Trump đến ngay sau khi ông ám chỉ trên True Social rằng có thể sẽ rút khỏi cuộc tranh biện của ABC News nếu ông cảm thấy bị đối xử thiếu công bằng, tại sao tôi lại tham gia tranh biện với Kamala Harris trên kênh đó?" Ông Trump đặt câu hỏi, ngầm ám chỉ sự bất mãn sau cuộc phỏng vấn của Jonathan Con với thượng nghị sĩ Tom Corden, mà ông cho là đầy định kiến. Một ngày sau, cả hai chiến dịch của Harris và Trump đã bước vào cuộc khẩu chiến gay gắt về việc có nên tắt tiếng micro trong cuộc tranh biện sắp tới. Theo thỏa thuận trước đó giữa Trump và Biden, micro sẽ bị tắt khi đối thủ đang nói, nhưng nhóm của Harris dường như không đồng tình với điều này. Ông Trump không ngần ngại bày tỏ sự bất mãn với quy tắc tắt micro và thậm chí cho biết rằng ông thích micro của mình luôn bật, nhấn mạnh rằng ông không cần chuẩn bị nhiều cho cuộc tranh biện. Tôi nghĩ rằng cả cuộc đời mình tôi đã chuẩn bị cho cuộc tranh biện, ông nói, tự tin vào kinh nghiệm dày dặn của mình. Trong một động thái khác, chiến dịch của Trump đã đề xuất một cuộc tranh biện trên Fox News vào ngày 4 tháng 9, và nếu Harris từ chối, buổi đó sẽ biến thành cuộc tọa đàm trực tiếp với cử tri, chỉ có Trump và Sean Hannity tham gia. Cuộc tranh biện giữa các ứng viên phó tổng thống, thống đốc Minnesota Tim Walz, đảng dân chủ, và thượng nghị sĩ Jay Defense, đảng cộng hòa, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 10 trên CBS News. Sự kiện này chắc chắn sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất trên chính trường Mỹ trong thời gian tới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Sài Gòn News. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào từ những câu chuyện hấp dẫn và gây sốc nhất trên thế giới. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày chúc quý vị một ngày tốt lành và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo